Đến thời điểm này, trong đề án tuyển sinh, hầu hết các trường đại học đã công bố mức thu phi học phí mới tăng so với năm trước. Trong đó thì học phí đặc biệt tăng mạnh ở những trường bắt đầu thực hiện đề án tự chủ tài chính và dao động trong khoảng từ 2 cho đến 2,5 lần so với năm trước. Trước thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị chính phủ xem xét giữ nguyên mức học phí năm học 2021-2022 ổn định không tăng so với năm học 2020-2021. Đại diện một số trường có những chia sẻ khác nhau Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều trường đại học công lập công bố về việc chuyển sang cơ chế tự chủ tài chính và tăng học phí từ năm học mới. Trường phòng đào tạo một số trường đại học công lập cho biết theo luật giáo dục mới thì hội đồng trường đã thông qua đề án tự chủ với mức học phí mới cho học viên, sinh viên khóa trúng tuyển năm 2021 trên tinh thần định mức kinh tế kỹ thuật theo quy định. Nếu chính phủ quyết định các trường phải giữ nguyên học phí như năm học 2020-2021, việc thực hiện đề án tự chủ trong đó có tăng học phí cũng sẽ được hội đồng trường xem xét và quyết định